trà rừng luôn. Con bổ này cũng được hơn tháng. Con này bộ trung nhưng mà rất là dài chim. Con này thái độ thì rất là nhanh chim luôn. Con này mà anh em nuôi gọt lên thì cái lá gan nó rất là to. Anh em nhìn cái tướng bộ con chim anh em biết đấy. Tại vì nó nhát quá nên là mình cũng ngồi cũng khá là gần. Và hai nữa này, nhà nó nhiều chim thuần quá, nó hót, nó loạn hết lên. Một con hàng rất là đáng gột nhé. Binh tê. Con này nếu mà anh em nuôi tốt chỉ khoảng 4-5 tháng là đi giật được. Mình khẳng định luôn. Chim nó rất là dữ chim. Đấy, thái độ rất là nhanh nhẹn luôn. Nếu con bên cạnh nó không đấu lại chứ nếu nó đấu lại là nó đấu ngay. Tại vì nhà mình mà nó kè liên tục, mình kè liên tục mà nó chim nó không sung được. Tinh mắt thì nhìn thấy ra cái lết con chim ngay nhé, rất là dữ chim. Anh em thích con hàng này thì alo Đức, số điện thoại 0365600511. Tuy nó nhát nhưng không có một tật lỗi gì anh em nhé. Sổ bọng rất là nhiều rồi, rất là tốt rồi.